trong một số trường hợp pháp luật quy định về việc hạn chế hoặc không được thực hiện hoạt động tách thửa đất. Đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những điều kiện bắt buộc khi tiến hành tách thửa. Do đó, trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ không thể thực hiện thủ tục tách thửa đất. Đất khi tách thửa thì thửa đất mới và thửa đất còn lại khi tách thửa phải đáp ứng được điều kiện về diện tích, thậm chí là chiều cạnh tối thiểu. Tại khoản 1 điều 6 Luật Đất đai 2013 quy định một trong những nguyên tắc sử dụng đất là phải sử dụng đúng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Đất có tranh chấp sẽ không đủ điều kiện để được tách thửa. Đối với loại đất sử dụng có thời hạn, khi đất không trong thời hạn sử dụng thì người sử dụng đất không được thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp. Khi có thông báo thu hồi đất thì cơ quan nhà nước sẽ từ chối hồ sơ đề nghị tách thửa đất của người sử dụng đất.